Xin kính chào quý vị khán giả. Bích Huấn rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Tên lửa Hornet của Nga trong thời gian qua đã phá hủy rất nhiều phương tiện chiến đấu của Ukraine trên chiến trường và Tổng thống Vladimir Putin cũng đánh giá rất cao tên lửa này. Ngày 13 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video cho thấy tên lửa chống tăng Hornet được sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Hình ảnh từ video cho thấy binh sĩ Nga nhắm mục tiêu và phóng tên lửa vào hầm trú ẩn của lực lượng Ukraine. Cho thấy tổ hợp đã nhắm vào mục tiêu là hầm của lực lượng vũ trang Ukraine, sau đó thực hiện phóng tên lửa dẫn đường và kiểm soát việc đánh trúng mục tiêu. Đồng thời, việc dẫn đường và phóng tên lửa được thực hiện từ bảng điều khiển từ xa. Cơ sở trú ẩn ngay sau đó đã bị phá hủy bởi cuộc tấn công này. Hornet là tên lửa chống tăng được phát hiện từ những năm 1990, nhưng Nga liên tục cải tiến và đưa ra các biến thể mới do hiệu quả tác chiến mà vũ khí này mang lại. Tháng 2 năm ngoái, Nga bắt đầu thử nghiệm phiên bản mới nhất là Hornet D1. Hornet có khả năng tấn công hiệu quả xe tăng, xe bọc thép của đối thủ, bao gồm hệ thống phòng thủ. Mỗi tổ hợp chiến đấu Hornet có 3 thành phần chính, gồm tên lửa, bộ điều khiển ngắm bắn và bệ đỡ. Tên lửa này có khối lượng khoảng 27 kg, dài 1,2 m, có thể mang theo đầu đạn nổ kép, giúp đạt được khả năng xuyên giáp ấn tượng 1.000 đến 1.200 mm. Ngoài ra, Hornet có thể được trang bị đầu đạn nhiệt áp để phá hủy các sắt mỏng, công sự của đối phương. Với Hornet D, tầm bắn của tên lửa này có thể lên tới 10 km, trong khi các phiên bản trước đó chỉ vào khoảng 5,5 km. Hornet D1 có thể tấn công nhằm cùng lúc hai mục tiêu khác nhau theo nguyên tắc bắn quên. Sự xuất hiện của tên lửa Hornet có thể là mối đe dọa cho xe tăng phương Tây viện trợ cho Ukraine vì đây là một trong những tên lửa chống tăng hàng đầu thế giới. Phát triển này nhắm tới mục tiêu chính là cứu mạng sống cho các chiến binh Nga tránh hỏa lực đáp trả của kẻ thù. Đây có thể sẽ là vũ khí đáng sợ nhất của đội thợ săn xe tăng mà Nga hiện tại đang huấn luyện để đối phó với xe tăng phương Tây ở Ukraine. Bắc Kinh đã cử các chiến đấu cơ giám sát máy bay tuần thám săn ngầm B-8A Poseidon của Mỹ đã bay qua eo biển Đài Loan trong bối cảnh Trung Quốc tiến hành tập trận trong khu vực ở phía nam hòn đảo. Reuters dẫn thông cáo của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho hay, chiếc máy bay trinh sát tuần tra hàng hải P-8A Poseidon của nước này hôm ngày 13 tháng 7 đã bay qua eo biển Đài Loan trong vùng không phận quốc tế. Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc lên án động thái này, đồng thời cho biết đã điều các chiến đấu cơ theo dõi và cảnh báo máy bay Mỹ. Trích tuyên bố của Bộ Tư lệnh Quân khu Miền Đông thuộc PLA có đoạn: binh lính trong quân khu luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia cũng như hòa bình và ổn định khu vực. Hoạt động này diễn ra sau khi các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và tàu chiến của Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động tập trận ngày thứ ba ở phía nam Đài Loan. Cơ quan an ninh trên hòn đảo nói rằng đã phát hiện 26 máy bay quân sự của Bắc Kinh, bao gồm cả tiêm kích Su-30 và J-16 tiên tiến bay ra phía biển ứng phó với sự xuất hiện của máy bay trinh sát Mỹ. Trung Quốc hiện vẫn chưa lên tiếng về cuộc tập trận của họ, vốn diễn ra chỉ không đầy 2 tuần trước khi hòn đảo Đài Loan xúc tiến hoạt động diễn tập quân sự riêng thường niên. Trung Quốc trong thời gian qua khẳng định Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và có thể sử dụng vũ lực để thu hồi. Trong khi đó, Đài Loan khẳng định chỉ người dân của họ mới có thể quyết định tương lai của hòn đảo. Bắc Kinh từ lâu tuyên bố eo biển Đài Loan không phải vùng biển quốc tế mà là một phần vùng đặc quyền kinh tế của họ, cho rằng các phương tiện quân sự nước ngoài bị hạn chế hoạt động ở khu vực. Trung Quốc nhiều lần phản đối Mỹ và đồng minh điều tàu chiến, máy bay đi qua eo biển, nhưng thường không tiến hành các biện pháp ngăn cản trên thực địa. Tập đoàn Microsoft ngày 12 tháng 7 nói rằng kể từ tháng 5, những tin tặc có liên kết đến Trung Quốc đã bí mật truy cập vào tài khoản email của khoảng 25 tổ chức. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington quan ngại sâu sắc trước hành vi nhắm vào chính phủ, công ty, công dân Mỹ. Ngày 14 tháng 7, chia sẻ với hãng tin Reuters, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay. Trong cuộc gặp với chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Vương Nghị, bên lề hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 56 tại Indonesia. Ngày 13 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ quan ngại sâu sắc với hành vi nhắm vào chính phủ, công ty và công dân Mỹ. Đồng thời, ông Blinken khẳng định Mỹ sẽ thực hiện biện pháp phù hợp nhằm buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm. Ông Blinken đưa ra phát biểu trên sau khi công ty Microsoft và Nhà Trắng ra thông báo vào ngày 11 tháng 7 cho biết các nhóm tin tặc tại Trung Quốc đã xâm nhập tài khoản email của 25 tổ chức
bao gồm một số cơ quan thuộc chính phủ Mỹ. Microsoft cho biết trong một tuyên bố rằng nhóm tin tặc nói trên, được đặt tên là Storm 0558, đã giả mạo mã thông báo xác thực kỹ thuật số để truy cập vào tài khoản Webmail chạy trên dịch vụ Outlook của công ty. Microsoft cho biết hoạt động này bắt đầu từ tháng 5, theo Reuters. Microsoft cho biết là liên hệ trực tiếp với tất cả các tổ chức bị nhắm mục tiêu hoặc bị xâm phạm thông qua quản trị viên của họ và cung cấp cho họ thông tin quan trọng để giúp họ điều tra và phản ứng. Microsoft không cho biết tổ chức hoặc chính phủ nào đã bị ảnh hưởng, nhưng nói thêm rằng nhóm tin tặc liên quan chủ yếu nhắm vào các thực thể ở Tây Âu, theo Reuters. Sau khi Microsoft đưa ra thông tin trên, một số cơ quan chính phủ của Mỹ, bao gồm Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng xác nhận bộ này nằm trong số các cơ quan bị ảnh hưởng. Giới chức Mỹ cho biết nhóm tin tặc Trung Quốc bắt đầu hoạt động vào tháng 5 và kéo dài hành vi trong khoảng một tháng. Ngày 12 tháng 7, một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Mỹ cho biết Microsoft đã thông báo cho cơ quan này về việc tin tặc truy cập vào một số tài khoản email chạy trên hệ thống Office 365 của công ty. Sau khi nhận được thông tin, Bộ Thương mại Mỹ đã thực hiện biện pháp ứng phó khẩn cấp. Tuy nhiên, người phát ngôn từ chối phản hồi câu hỏi liên quan đến thông tin nhóm tặc có truy cập vào tài khoản email của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Rima Raimondo hay không. Cùng ngày 12 tháng 7, một quan chức cấp cao thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết các hệ thống chứa thông tin mật không bị ảnh hưởng trong vụ việc trên. Theo đó, hoạt động của nhóm tin tặc chỉ nhằm tiếp cận hộp thư đến trong các tài khoản email chứ không phá hủy dữ liệu. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Chào buổi sáng nước Mỹ của đài ABC, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay, Mỹ đã phát hiện ra một vụ xâm phạm tài khoản của chính phủ liên bang khá nhanh chóng và đã tìm cách để ngăn chặn các vụ vi phạm tiếp theo. Một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ cho biết, ông không thể bình luận về quyết định của Microsoft quy kết vụ tấn công mạng mới là do tin tặc có liên kết với nhà nước Trung Quốc làm. Về phản ứng của Trung Quốc, theo thông báo gửi tới hãng tin Reuters đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định cáo buộc từ phía Mỹ là thông tin sai lệch. Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh gọi cáo buộc trên là thông tin sai lệch và gọi chính phủ Mỹ là đế chế tấn công mạng lớn nhất thế giới. Trung Quốc thường xuyên phủ nhận việc tham gia vào các hoạt động tấn công mạng. Mỹ vào hồi tháng 5 cáo buộc nhóm tin tặc Trung Quốc đã tấn công, xâm nhập hạ tầng mạng quan trọng của Washington với mục đích chính là thu thập thông tin tình báo. Bắc Kinh trước đó nói rằng cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA đã sử dụng ưu thế công nghệ để điều hành đế chế tin tặc ở hàng loạt các quốc gia, trong đó có Trung Quốc. Theo truyền thông Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã hội đàm với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 56 ở Indonesia. Ngày 13 tháng 7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố ông đã thảo luận về chính sách của NATO ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương với ông Vương Nghị, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Trung Quốc tại một cuộc gặp song phương ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Trả lời báo giới bên lề hội nghị ngoại trưởng ASEAN ở Jakarta, ông Lavrov lưu ý rằng tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid năm ngoái và tại hội nghị thượng đỉnh vừa mới kết thúc ở Vilnius, liên minh đã tuyên bố về vai trò toàn cầu của mình và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định an ninh không phải là nhiệm vụ của khu vực mà là nhiệm vụ toàn cầu. Ngoại trưởng Lavrov chia sẻ, quan điểm đang được áp dụng là an ninh ở khu vực châu Âu, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là không thể chia cắt. Cơ sở hạ tầng quân sự của NATO đến khu vực này bao gồm cả những quốc gia được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh Vilnius. Ý tôi là Australia, New Zealand và Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhân tiện, Nhật Bản và Hàn Quốc đã gửi đi tín hiệu rằng họ không phản đối việc lưu trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng mình. Đây là một xu hướng rất nghiêm trọng và nguy hiểm. Chúng tôi đã đối thoại về điều này với các đồng nghiệp ASEAN. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với đại diện phía Trung Quốc, ông Vương Nghị. Hôm nay, chúng tôi có cuộc gặp nhiều giờ với ông ấy. Ngoại trưởng Nga khẳng định, rõ ràng là trọng tâm của những chiến lược trên là nhằm chống lại Trung Quốc, chống lại Liên bang Nga một cách công khai, không che đậy. Do đó, một cách tự nhiên, chúng tôi hôm nay đã nói chuyện đầy đủ chi tiết với ông Vương Nghị về thách thức, đường lối các bên cần thực thi ở khu vực này. Và hai bên nhất trí, đường lối này dựa trên nhu cầu tăng cường chứ không làm giảm vai trò trung tâm của ASEAN. Trước đó, hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở thủ đô Vilnius của Litva hôm 11 tháng 7. Các thành viên NATO cáo buộc Trung Quốc đã thách thức các lợi ích, an ninh và giá trị của liên minh này bằng các tham vọng và chính sách ép buộc. Trung Quốc sử dụng một loạt công cụ chính trị, kinh tế và quân sự để tăng hiện diện trên toàn cầu và phô diễn sức mạnh, trong khi họ không làm rõ về chiến lược, ý định và việc xây dựng quân đội của mình. Tuyên bố nêu thêm, các hoạt động trên không gian mạng và các hoạt động phối hợp độc hại, cũng như những luận điệu đối đầu và thông tin sai lệch của Trung Quốc nhằm vào NATO gây tổn hại cho an ninh của liên minh.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng nói với phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh rằng Trung Quốc không phải là kẻ thù của NATO, nhưng đang ngày càng thách thức trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự. Phái bộ Trung Quốc tại EU cho hay, nội dung liên quan Trung Quốc trong tuyên bố chung coi thường các sự kiện cơ bản, cố tình bóp méo quan điểm và chính sách của Trung Quốc, đồng thời cố tình làm mất uy tín của Bắc Kinh. Trung Quốc đã đáp trả ngay các cáo buộc của NATO. Phái đoàn của Trung Quốc tại Liên minh châu Âu nói rằng nội dung liên quan Bắc Kinh trong tuyên bố chung của NATO đã coi thường các sự thật cơ bản, bóp méo lập trường và chính sách của Trung Quốc, đồng thời cố tình làm mất uy tín của Trung Quốc. Trung Quốc cũng kiên quyết phản đối việc NATO dịch chuyển về phía đông, hướng sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cảnh báo bất kỳ hành động nào đe dọa các quyền của nước này sẽ đều dẫn đến phản ứng cứng rắn từ phía Bắc Kinh. Cũng tại cuộc họp diễn ra tại Indonesia, Ngoại trưởng Nga Lavrov và nhà ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đưa ra đánh giá về nỗ lực tới từ cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết xung đột Ukraine thông qua đường lối ngoại giao. Thông cáo từ Bộ Ngoại giao Nga viết, trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Lavrov và ông Vương đã trao đổi những quan điểm của bản thân về tình hình hiện nay xoay quanh cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh về nhiều nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm khởi động một tiến trình đàm phán hòa bình. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ South China Morning Post, khi nhắc đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhà khoa học chính trị Mỹ John Mearsheimer nhận định, sau chiến thắng của Nga, Ukraine sẽ mất một số vùng lãnh thổ rộng lớn và trở thành một quốc gia kiệt quệ, rối loạn nhiều chức năng. Nhà khoa học chính trị cho hay, những gì còn lại của Ukraine sẽ là một quốc gia rối loạn chức năng, không thể tiến hành các hoạt động quân sự lớn chống lại Nga và sẽ không đáp ứng được các tiêu chí để gia nhập EU hoặc NATO. Đây sẽ là kết quả cuối cùng của cuộc xung đột. Theo ông John Mearsheimer, Ukraine sẽ mất một số vùng đất lớn, tương đương với khoảng một nửa lãnh thổ của đất nước. Nhà khoa học chính trị dự đoán rằng các xung đột quân sự sẽ còn tiếp diễn trong 2 năm nữa, đồng thời kêu gọi phương Tây chuẩn bị cho một chiến thắng đầy khó chịu của Nga. Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cho hay, sau cuộc xung đột, Ukraine sẽ bị chia cắt và phần phía Tây của nước này sẽ có thể sáp nhập vào Ba Lan, quốc gia thành viên của NATO. Nhưng Ukraine với tư cách là một quốc gia độc lập sẽ không bao giờ có thể trở thành thành viên của Liên minh quân sự. Bất kỳ cuộc phản công nào ở hiện tại đều sẽ khó khăn với quân đội Ukraine. Lực lượng hiện tại đang đối mặt với nhiều tổn thất lớn trên chiến trường. Kể từ thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, phương Tây đã áp đặt hàng loạt gói trừng phạt nhằm vào nước này. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước này. Và theo truyền thông Nga và Đức mới đây đồng loạt đưa tin, việc các quan chức hải quan Berlin bắt đầu tịch thu các phương tiện cá nhân mang biển số Nga khi họ đến Đức. Điều này đôi khi được thực hiện đối với cả du khách Nga đi du lịch châu Âu bằng phương tiện giao thông cá nhân của họ. Theo đài Russia Today, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Berlin phải ngay lập tức ngừng sử dụng các biện pháp cưỡng chế đối với các công dân Nga đến nước này và giải thích rõ lý do tại sao họ lại thu giữ ô tô tư nhân của Nga. Yêu cầu được đưa ra khi nhân viên dịch vụ hải quan Đức tiếp tục thu giữ xe của công dân Nga tại biên giới giữa hai nước. Bà Zakharova phát biểu với báo giới rằng các bước đi của chính quyền Đức vượt xa cả những yêu cầu hoàn toàn bất hợp pháp của các gói trừng phạt chống Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, chúng tôi coi những diễn biến này là sự lạm dụng quyền lực đối với công dân của chúng tôi và tài sản của họ. Đồng thời gọi các hành động của hải quan Đức là hậu quả trực tiếp của chứng sợ Nga đang lan rộng ở Bruxelles. Các quan chức hải quan Đức đã xác nhận với tờ Berliner Zeitung rằng ô tô của công dân Nga đã bị thu giữ theo cái mà họ gọi là các quy định trừng phạt của EU. Lý giải hàng hóa bị cấm có thể được giữ lại hoặc bị tịch thu. Một quan chức trích dẫn một quy định của EU có từ năm 2014 để biện minh cho các hành động của hải quan. Xe khách và các phương tiện có động cơ khác được đăng ký ở Nga nên về cơ bản là đối tượng của lệnh cấm. Tờ báo Đức cho biết thêm những người lái xe ô tô vào Đức bằng ô tô mang biển số Nga sắp tới không chỉ bị tịch thu phương tiện mà còn có thể bị phạt nặng vì nhập cảnh trái phép, đồng thời còn gọi các hành động của hải quan nước này là đáng chú ý và khắc nghiệt. Tờ báo còn chỉ ra cho đến nay chưa có quốc gia EU nào khác hành động theo cách tương tự. Một số luật sư đã kêu gọi khách hàng của họ liên hệ với Văn phòng Liên bang Đức về bảo vệ hiến pháp, một cơ quan an ninh nội địa về vấn đề này. Bà Zakharova cho biết Đại sứ quán Nga tại Berlin đã gửi công hàm phản đối lên Bộ Ngoại giao Đức, đồng thời cho biết thêm rằng đã yêu cầu các cơ quan hải quan chấm dứt ngay những hành động như vậy và những người bị ảnh hưởng phải được bồi thường thiệt hại tài chính và thiệt hại về tinh thần. Bà tuyên bố, bất kể đó là sự thiếu hiểu biết pháp lý đơn giản của một số quan chức Đức hay chính sách thận trọng của Berlin phù hợp với suy đoán không ngừng của EU về những lý do bán hợp pháp cho việc tịch thu tài sản của Nga. Những hành động như vậy sẽ không bị dừng lại nếu không có phản ứng thích hợp. Bộ Ngoại giao Đức cho đến nay vẫn chưa bình luận về diễn biến trên. Trước đó,
trước thông tin hải quan Đức tịch thu một số ô tô mang biển số Nga, viện dẫn các lệnh trừng phạt. Các chuyên gia pháp lý Nga cũng cho rằng chính quyền đã hiểu sai các biện pháp trừng phạt của khối. Luật sư người Nga Sergei Gladin nói với trang báo RBK rằng những trường hợp này dường như bắt nguồn từ việc hiểu sai sâu sắc các lệnh trừng phạt của EU. Ông chỉ ra rằng có một sự khác biệt rõ rệt giữa việc chỉ lái một chiếc xe và nhập khẩu một chiếc vào khối. Hội nghị thượng đỉnh NATO đã khép lại vào ngày 12 tháng 7, đã thu được nhiều kết quả quan trọng, trong đó bao gồm các kế hoạch phòng thủ mạnh mẽ và chi tiết. Đài RT tối ngày 13 tháng 7 dẫn lại thông tin từ báo Bild của Đức cho biết, tài liệu về kế hoạch phòng thủ của NATO dày 4.400 trang nêu chi tiết việc bảo vệ các vị trí quan trọng trong trường hợp khẩn cấp và liệt kê một cuộc tấn công tiềm năng của Nga là một trong những mối đe dọa lớn nhất. Tài liệu đề cập đến hai mối đe dọa chính, Nga và chủ nghĩa khủng bố, đồng thời cáo buộc Nga là mối đe dọa lớn nhất và trực tiếp nhất đối với an ninh của các đồng minh cũng như hòa bình và ổn định ở khu vực châu Âu, Đại Tây Dương. Cũng theo tờ báo Bild, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi đất nước của ông và các thành viên NATO khác tự trang bị vũ khí để chống lại mối đe dọa đối với lãnh thổ. Kế hoạch mới cũng liệt kê các khả năng quân sự mà các thành viên của khối phải thực hiện, bao gồm cả thành viên mới Phần Lan và ứng viên Thụy Điển. Tài liệu được cho là còn tuyên bố rằng một nước Nga bạo lực và theo chủ nghĩa xét lại có khả năng tấn công lãnh thổ NATO. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn DPA của Đức, một quan chức NATO cho biết, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi thực sự có thể đối mặt với tình huống kích hoạt điều 5 một lần nữa, trong đó một phần lãnh thổ của NATO đang bị tấn công trực tiếp. Điều 5 Hiến chương NATO nêu rõ, một cuộc tấn công vũ trang chống lại một hoặc nhiều thành viên NATO sẽ được coi là đòn tấn công chống lại tất cả các thành viên, và Liên minh có thể sử dụng vũ lực để đáp trả. Để chống lại mối đe dọa từ Nga, khối NATO có kế hoạch tăng đáng kể sản xuất và dự trữ vũ khí. Tuyên bố của NATO cho biết, chiến lược mới bao gồm kế hoạch hành động sản xuất quốc phòng mới nhằm đẩy nhanh hoạt động mua sắm chung, tăng cường năng lực sản xuất và nâng cao khả năng tương tác của các đồng minh. Khối cũng có kế hoạch tăng ồ ạt lực lượng phản ứng nhanh từ 40.000 quân hiện tại lên hơn 300.000 quân, bao gồm các đơn vị trên bộ, trên biển và trên không, cũng như lực lượng đặc biệt được triển khai nhanh chóng. NATO cũng có kế hoạch tăng cường cái mà họ gọi là các biện pháp răn đe bằng cách gửi thêm lực lượng tới vùng Baltic và Đông Âu. Các nhóm chiến đấu bao gồm 1.000 binh sĩ sẽ hỗ trợ quân đội quốc gia của các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan. Truyền thông Đức cho biết, Anh sẽ chịu trách nhiệm về Estonia, Canada đối với Latvia, Đức đối với Litva và Mỹ đối với Ba Lan. Berlin cũng có kế hoạch đồn trú một lữ đoàn gồm 4.000 binh sĩ ở Litva. Đức cũng được cho là sẽ đóng vai trò trung tâm hậu cần của NATO trong trường hợp xảy ra xung đột lớn. Khối này cũng đang xem xét thành lập bộ chỉ huy trên bộ thứ hai bên cạnh cơ sở hiện có ở Izmir của Thổ Nhĩ Kỳ. Wiesbaden ở Đức đang được coi là một địa điểm tiềm năng vì đây đã có một căn cứ lớn của Mỹ. Giới chuyên gia quân sự Nga nhận định kế hoạch phòng thủ mới của NATO thực chất là kế hoạch phòng thủ trước Nga, được thể hiện rõ qua việc kết nạp các thành viên có đường biên giới sát với Nga cùng kế hoạch hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Phía Nga đã không ít lần cảnh báo về những biện pháp đáp trả tương xứng. Và lần này, trước những động thái mới từ hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva, Nga tuyên bố sẽ có phản ứng rõ ràng và kiên quyết. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đã nhấn mạnh lập trường nhất quán của Nga rằng tư cách thành viên của Ukraine trong NATO sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực đối với cấu trúc an ninh châu Âu, mà hiện cấu trúc này đã bị phá hủy một nửa. Đây sẽ là mối nguy hiểm tuyệt đối, một mối đe dọa đối với đất nước Nga, và Nga sẽ đáp trả cứng rắn với bất kỳ bước đi nào như vậy. Giữa thời điểm phương Tây thúc đẩy nỗ lực giảm phụ thuộc chiến lược vào Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh tìm cách khẳng định tầm ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, ngày 13 tháng 7, chính phủ Đức đã có công bố chiến lược Trung Quốc đầu tiên của nước này. Tài liệu dài 64 trang nêu bật sự khó khăn mà Berlin phải cân đối để giảm phụ thuộc vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tạp chí Reuters dẫn lại kết luận của tài liệu cho biết, Trung Quốc đã thay đổi, vì thế chúng ta cần thay đổi cách tiếp cận đối với Trung Quốc. Trên trang Twitter cá nhân, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã viết, mục tiêu của chúng tôi không phải là tách rời, nhưng chúng tôi muốn giảm bớt sự phụ thuộc quan trọng trong tương lai. Với kim ngạch thương mại gần 300 tỷ euro vào năm ngoái, Trung Quốc là thị trường quan trọng của các công ty hàng đầu Đức. Tài liệu cho rằng Đức phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc về công nghệ y tế và dược phẩm, bao gồm cả thuốc kháng sinh cũng như công nghệ thông tin và các sản phẩm cần thiết để sản xuất chất bán dẫn, các loại kim loại và đất hiếm cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng. Tài liệu nêu rõ, trong các lĩnh vực quan trọng, Liên minh châu Âu không được phụ thuộc vào công nghệ từ các quốc gia bên ngoài và không chia sẻ các giá trị cơ bản của chúng tôi. Tài liệu cũng khẳng định cam kết của chính phủ Đức trong việc điều chỉnh danh sách các sản phẩm
chịu kiểm soát xuất khẩu trong cuộc đua công nghệ hiện nay, bao gồm công nghệ giám sát và an ninh mạng. Đức cũng sẽ ban hành điều khoản để các dự án nghiên cứu và phát triển với Trung Quốc có nguy cơ cạn kiệt tri thức, không được các quỹ liên bang hỗ trợ hoặc kèm theo một số điều kiện nhất định. Đức sẽ tiếp tục củng cố sự hiện diện quân sự và hợp tác với các đối tác ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đồng thời, chính quyền Berlin cảnh báo hiện trạng tại eo biển Đài Loan chỉ có thể thay đổi thông qua những biện pháp hòa bình và sự đồng thuận song phương. Đồng thời, tài liệu còn nhấn mạnh, sự leo thang quân sự cũng ảnh hưởng tới các lợi ích của Đức và châu Âu. Đức sẽ mở rộng quan hệ theo hướng gần gũi hơn nữa với Đài Loan, trong khi tiếp tục tuân thủ chính sách một Trung Quốc. Về khía cạnh kinh tế, chiến lược mới đưa ra các đề xuất nhằm giảm sự phụ thuộc những ngành then chốt vào Trung Quốc, phù hợp với những gì đã nhất trí trước đó với Liên minh châu Âu. Ngay sau khi chiến lược được công bố, các hiệp hội doanh nghiệp Đức đã lên tiếng ủng hộ hướng đi mới này. Tuy nhiên, họ tin rằng một cuộc thảo luận sâu hơn về việc áp dụng các biện pháp cụ thể là cần thiết, chẳng hạn như các công cụ kiểm soát đầu tư của Đức ở nước ngoài. Phản ứng về chiến lược của Đức, Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin ra tuyên bố bày tỏ hy vọng Đức xem xét sự phát triển của Trung Quốc một cách toàn diện, hợp lý và khách quan. Tuyên bố của Đại sứ quán nêu rõ, Trung Quốc là đối tác, không phải đối thủ của Đức trong đối mặt thách thức. Nhiều thách thức Đức đang trải qua không bắt nguồn từ Trung Quốc. Hợp tác giữa Đức và Trung Quốc sẽ tạo ra cơ hội phát triển, không phải rủi ro. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa nhận được một ngón tay người gửi trong bưu phẩm, được chuyển đến Điện Élysée vào ngày 10 tháng 7. Theo thông tin từ báo Evening Standard, một nguồn tin từ Điện Élysée tiết lộ, ngón tay ban đầu được đưa vào tủ lạnh, nơi cảnh sát để đồ ăn nhẹ. Việc này giúp ngón tay được bảo quản trước khi đưa đi phân tích. Các xét nghiệm cho thấy ngón tay là bộ phận của con người, hộp đựng ngón tay không có ghi chú nào. Nguồn tin cũng xác nhận chủ nhân của ngón tay chưa được xác định và cũng chưa tìm ra lý do vì sao ngón tay được gửi tới ông Macron. Vụ việc diễn ra trong thời điểm đặc biệt khó khăn đối với ông Macron, người đã đối mặt với bạo loạn hàng loạt vì một số vấn đề, bao gồm từ việc cải cách lương hưu đến một vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên 17 tuổi gốc Algeria. Dự kiến sẽ có nhiều xáo trộn ở Pháp hơn vào thứ Sáu, khi ông Macron chủ trì lễ kỷ niệm Ngày Quốc Khánh 14 tháng 7, hàng nghìn cảnh sát sẽ có mặt trên đường phố Paris. Ngày 13 tháng 7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có chuyến thăm chính thức Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron đến Paris tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc Khánh Pháp sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 7 với tư cách khách mời tham dự. Ông Modi đã đến thăm Pháp 4 lần kể từ khi ông Macron lên nắm quyền vào năm 2017, trong khi ông Macron cũng có chuyến thăm cấp nhà nước tới New Delhi vào năm 2018. Các trợ lý của hai bên đã nói về quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo và chỉ ra sự hợp tác về biến đổi khí hậu, công nghệ vũ trụ và năng lượng hạt nhân như một phần của quan hệ đối tác chiến lược 25 năm giữa Pháp và Ấn Độ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, một loạt thỏa thuận phong cấp cao cùng với kế hoạch đảm bảo sự ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ được đưa ra thảo luận với mong muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên. Cũng trong dịp này, các đơn vị lục quân, hải quân và không quân Ấn Độ sẽ tổ chức duyệt binh diễu hành mừng quốc khánh. Cùng với sự xuất hiện của hai trong số 36 máy bay chiến đấu Rafale mà Ấn Độ đã mua từ Pháp vào năm 2015 với giá gần 9 tỷ USD. Trong một tuyên bố vào ngày 12 tháng 7, chính phủ Ấn Độ đã thể hiện sự mong đợi cao đối với chuyến thăm Pháp của ông Modi. Họ hy vọng chuyến thăm sẽ là cơ hội cho quá trình hợp tác chiến lược giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực như quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật và kinh tế trong tương lai. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng cho biết nước này dự định đặt mua của Pháp thêm 26 máy bay phản lực Rafale cho lực lượng hải quân cùng với 3 tàu ngầm lớp Scorpion khác. Giá cả và các điều khoản khác vẫn đang được thảo luận. Tại tạp chí Financial Times, những hợp đồng này sẽ làm sâu sắc thêm sự hợp tác lâu dài của hai bên về quốc phòng và đưa Pháp trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ấn Độ sau Nga. Ông Modi cũng đã công bố một thỏa thuận mang tính bước ngoặt đối với 36 máy bay chiến đấu Rafale cho lực lượng không quân do Dassault Aviation sản xuất trong chuyến đi năm 2015 tới Pháp trị giá khoảng 4 tỷ euro vào thời điểm đó. Ngoài những máy bay chiến đấu này, Ấn Độ cũng đang có 6 tàu ngầm Scorpène do Tập đoàn Hải quân Pháp sản xuất. Trong 4 thập niên qua, không quân Ấn Độ đã phụ thuộc phần lớn vào máy bay chiến đấu do Pháp cung cấp. Điển hình là thương vụ mua máy bay phản lực Mirai vào những năm 1980 và Rafale vào năm 2015. Hai loại máy bay hiện vẫn đang chiếm số lượng lớn trong lực lượng không quân Ấn Độ. Năm 2005, Ấn Độ đã mua 6 tàu ngầm lớp Scorpène chạy bằng động cơ diesel từ Pháp với giá 188 tỷ rúp, khoảng 2,28 tỷ USD. Những chiếc tàu sau đó được sản xuất tại Ấn Độ bởi công ty đóng tàu Mazagon Dock Shipbuilder dưới sự hỗ trợ của Tập đoàn Hải quân Pháp. Dự kiến, chiếc cuối cùng sẽ được đưa vào hoạt động trong năm tới.
Hiện nay, hạm đội tàu ngầm của Ấn Độ chủ yếu do Nga sản xuất đã trở nên lỗi thời. Công tác bảo trì cũng gặp nhiều khó khăn khi căng thẳng không ngừng leo thang giữa Nga và Ukraine. Bên cạnh đó, công nghệ sản xuất tàu ngầm tại Ấn Độ cũng chưa đáp ứng được kế hoạch đề ra. Chuyến thăm Pháp của ông Modi diễn ra chỉ vài tuần sau khi nhà lãnh đạo Ấn Độ thăm Mỹ và sự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Nhà Trắng ở Washington. Những động thái này cũng nằm trong xu hướng các nước phương Tây muốn tăng cường quan hệ với Ấn Độ như một đối trọng với Trung Đông ở châu Á. Ông Macron phát biểu với một cuộc họp của các nhà lãnh đạo quân sự vào tối thứ Năm rằng ông rất vui được chào đón Ấn Độ với tư cách là khách mời tham dự trong cuộc duyệt binh của chúng tôi. Ông nói thêm, Ấn Độ là một quốc gia của lịch sử thế giới và cũng có vai trò quyết định đối với tương lai của chúng ta. Ấn Độ cũng là một đối tác chiến lược và một người bạn. Trước nguy cơ bạo loạn bùng phát, Pháp đã tăng cường triển khai 45.000 cảnh sát và hiến binh trên toàn quốc, cùng nhiều biện pháp an ninh để đảm bảo an ninh cho lễ quốc khánh diễn ra hôm 14 tháng 7. Sự kiện có sự hiện diện của khách mời danh dự là Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Bộ Nội vụ Pháp cho biết nước này huy động 45.000 cảnh sát và hiến binh, trong đó có các đơn vị đặc nhiệm chống bạo động đường phố và chống khủng bố, cùng nhiều xe bọc thép để đảm bảo an ninh. Cùng với đó, khoảng 34.000 lính cứu hỏa cũng được đặt trong tình trạng trực chiến, sẵn sàng can thiệp nếu xảy ra các vụ đốt phá hoặc cháy nổ pháo hoa và pháo cối. Nhà chức trách Pháp cũng quyết định cho dừng hoạt động tất cả các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt tại các đô thị lớn của Pháp kể từ 22 giờ hôm trước cho đến 5 giờ sáng hôm sau, trong hai ngày 13 tháng 7 và 14 tháng 7. Riêng tại thủ đô Paris, tất cả các bến tàu điện ngầm chạy dọc theo đại lộ Champs-Élysées, nơi diễn ra duyệt binh hay các bến dẫn đến tháp Eiffel, sẽ đóng cửa hoàn toàn trong ngày quốc khánh. Do lo ngại nguy cơ bạo loạn bùng phát, nhiều tỉnh thành tại Pháp, nhất là các thành phố ở ngoại ô thủ đô Paris, nơi diễn ra bạo loạn sau vụ việc cảnh sát bắn chết một thiếu niên 17 tuổi cách đây hơn 2 tuần, như Nantes, Gennevilliers, Bagnolet hay Vinpine, đã hủy các lễ hội kỷ niệm và hoạt động bắn pháo hoa. Lo ngại nguy cơ mất kiểm soát an ninh, chính phủ Pháp trước đó đã công bố một loạt các biện pháp phòng ngừa các hoạt động phá hoại, trong đó có việc cấm buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo cối và pháo hoa cho đến ngày 15 tháng 7. Tuy vậy, tính đến ngày 13 tháng 7, lực lượng an ninh Pháp đã thu giữ được khoảng 150.000 pháo hoa và pháo cối bất hợp pháp. Bộ trưởng Tư pháp Pháp Éric Dupond-Moretti cảnh báo tất cả các hoạt động gây rối và biểu tình bất hợp pháp trong lễ quốc khánh sẽ sớm bị trừng phạt. Ông nhấn mạnh, với những cá nhân muốn phiêu lưu, làm hỏng ngày lễ quốc khánh, tôi muốn nói một cách trang trọng và rõ ràng, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Những kẻ gây rối sẽ sớm bị nhận diện và nhận các hình phạt cho hành vi của mình. Ngày 27 tháng 6, một thanh niên 17 tuổi gốc Algeria là Naen bị cảnh sát bắn chết trong lúc kiểm tra giao thông tại vùng ngoại ô Nantes, thủ đô Paris. Hệ quả là các cuộc biểu tình bắt đầu nổ ra tại hàng loạt các thành phố lớn như Marseille, Lyon, Toulouse, Lille, sau đó leo thang thành các cuộc bạo loạn. Một tuần kể từ khi các cuộc bạo loạn diễn ra, ước tính đã có khoảng hơn 2.000 xe ô tô bị đốt, 500 tòa nhà bị phá hủy, gần 3.000 người bị bắt giữ. Các hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ bán lẻ trong nước cũng bị đình trệ khi đang bước vào cao điểm du lịch hè 2023. Các chuyến công du của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng bị rút ngắn để kịp thời xử lý các vấn đề trong nước. Thế vận hội Olympic 2024 tại Pháp có thể bị hủy bỏ nếu các cuộc bạo loạn tiếp tục kéo dài. Tồi tệ hơn, làn sóng biểu tình bùng lên thành các cuộc bạo loạn tương tự đã lan sang các quốc gia lân cận như Bỉ và Thụy Sĩ. Trong những năm qua, bản thân nước Pháp đã là tâm điểm của các cuộc biểu tình bạo loạn tại châu Âu. Đặc biệt, từ giai đoạn đầu nhiệm kỳ Tổng thống năm 2017 của ông Macron, làn sóng biểu tình đã liên tiếp xảy ra. Tiêu biểu là cuộc biểu tình áo vàng năm 2018 kéo dài suốt 10 tháng và cuộc biểu tình hưu trí vừa kết thúc vào tháng 6 năm 2023. Rõ ràng, đây là một vấn đề có tính hệ thống và mầm mống của vấn đề không chỉ đơn thuần từ những biểu hiện bề mặt hay chỉ là những lý do đơn lẻ như giải thích của chính phủ Pháp.